giờ tập tuồng rồi anh ơi. Sao, không, sao em... bây giờ không có nghệ sĩ nào tới vậy anh? Em cũng đang tập bây giờ. Thôi chị đứng đây, em vô em kêu, em vô em kêu. Kêu mấy dạ. nghệ sĩ ra tập tuồng dạ. giùm dạ. em mới đi trời ơi. Dạ. Em vô kêu mà ok á. Anh Hậu Đại Cảnh Trí thôi làm ơn. Lấy Cảnh Trí ra nè. Lấy Cảnh Trí ra cho nghệ sĩ ra tập tuồng. Chứ trời khổ quá mà. Rồi cảm ơn anh. Tôi tới rồi cô ơi. Trời ơi, con ơi con. Dạ. Cô nói cho con nghe, cô là đang ở nhà ngủ rồi chứ tại sao không cứ kêu cô đây là sao? À, dạ, em quên. Dạ. Mẹ ơi mẹ tới rồi mẹ. Mẹ ơi, tới rồi mẹ ơi. Trời cái gì vậy? Cái gì vậy? Mẹ là tôi kêu bà đó bà ơi. Có một câu tôi nhắc cả 80 lần rồi bà cũng không nhớ nữa. Nhớ giùm tôi đi, tôi nhiều người lắm, không phải một mình bà đâu thiệt. Bà muốn cướp vai tôi nè. Thôi 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 làm lại đi. Dạ, dạ thưa cậu, tới rồi cậu. À, đã tới rồi à. Dạ. Vậy thì chúng ta hãy nghỉ chân ở đây một lát cũng được. Có dạ hai, có hai thằng cô hồn nào tới kìa. Ý, cậu ơi, có hai cô hồn nào tới kìa cậu ơi. Trời ơi, vậy mà cũng nói. Trời ơi, cậu ơi, dừng chậm ơi, cậu ơi. Đi chậm thôi, đừng có đi nhanh quá, làm sao không kịp được cậu. Cậu ơi. Ủa cha. Ủa cha. Cha đã cho con đi học rồi, tại sao còn đến đây làm gì nữa? Cha đã cho con đi học rồi, tại sao cha còn tới đây làm gì nữa? Mày điên hả mày? Cha nào đây? Tao Lương Sơn Bá. Trời ai biết con quỷ kia nó nhắn sao nói vậy? Mày nhắn cái gì vậy? Trời anh Bãi, em nói thiệt á, anh vừa rang cái là em tưởng đâu ba của Trúc Anh Đài không anh Bãi. Trời ơi, tao chết chánh đoàn này mày nghĩ là đóng vai ba Trúc Anh Đài. Không phải, anh già quá anh Bãi ơi thiệt. Già gì già, anh ơi, tao có gần 70 chứ nhiêu già. Trời ơi. Mà mày biết tao nhiêu năm trong nghề rồi? 45 năm rồi. Đó, 45 năm mà có thằng nào mà nó xô được cái hình tượng của tao trên sân khấu chưa? Dạ chưa. Bây giờ tập hay là sao? Tập đi, tại vì anh làm ba của ông bầu mà ai dám làm gì anh. Thôi bây giờ tập tiếp đi, tập tiếp tập đi. Tập lẹ đó đi, mệt quá. Chim rừng à liêu à lo. Cánh thơ mộng quá. Đó là con hỏi. Nói lời thăm hoái đường. Đêm ở nơi à ngồi trường. Nhắc 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 nhắc. Nhắc nhìn hai lối, mắt nhìn hai lối. Mắt nhìn hai lối. Mắt nhìn hai lối. Mày bị điên hả? Dạ. Hai cái lối hai bên mà có cặp mắt sao mà nhìn một lúc hai lối? Không, kịch bản nó để vậy anh Bãi. Kịch bản để vậy mà mày phải sửa. Đúng rồi. Không, tuồng cổ mình không có sửa được, kịch bản đúng. Nhưng mà như vậy thì sao mày nhìn được hai lối một lúc? Em nhìn được hai lối đó anh Bãi. Sao mày nhìn coi. Hay ghê chưa? Cái này người ta gọi là mắt lé bà nội ơi. Lé mà nhìn được hai lối mày. Trời ơi, con mắt bên này của tao nhìn bên lối này, mắt này tao nhìn lối này mày. Mày hay quá à, tập tuồng mà khó quá, tao cố gắng tao làm coi. Đúng tuồng anh ơi. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Dạ, đúng rồi. Mắt nhìn hai lối khó mong á chị hoàng lộ. Hay quá. Xin người chị giúp má dùm cho. Cái gì nữa? Thằng ta cậu rồi. Tên là Nam Sơn, bà ở đâu ra Trường Sơn ở đây? Trời mày ơi. Nói tao Trường Sơn. Trời ơi, chị Trường Sơn là ba của em nè chị. Đúng, 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 đúng. Cái này là anh xác nhận với mấy em. Nghệ sĩ Trường Sơn là một nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Là anh ấy lấy là chị Thanh Loan, đẻ ra ba cô gái làm nghệ thuật. Đó là Tú Sương nè, Ngọc Trinh nè, với lại Thanh Thảo. Ờ, cậu, 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 cậu. Cái chị Thanh Thảo là phải chị mà hát bài búp bê không cậu? Hát sao? Ô, búp bê chào mi ao mi ao mi ao mi à. Trời ơi mày, cái đó là Vũ Hà. Trời ơi nó có duyên dễ sợ luôn. Có nghĩa là anh Trường Sơn với anh đó là bạn mà học từ nhỏ đó. Rồi hát lớn lên đến mấy chục năm đó. Ủa là chung thời với anh Bãi? Chung thời với anh Bãi. Sao vậy chú Trường Sơn đóng kép già không hả? Sao anh Bãi còn đóng kép chánh hả? Tại vì anh đẹp hơn anh Trường Sơn. Trời ơi, nổi da gà với cậu luôn á cậu ơi.
nó nghe nè mệt quá thôi nghỉ đi, đừng có tập nữa. Ủa sao kỳ vậy? Tập nữa nghỉ sao vậy? Tập tuồng mà kêu con điên này nó vô nhắc tuồng là chừng tới chừng nào mới tập xong. Chị, em nhắc chị đúng tuồng mà chị nói vậy tội nghiệp em, ông bầu cũng trừ luôn em. Chị nói cho cưng nghe, cưng muốn nhắc tuồng cho người ta thì cưng nhắc trước khi người ta thoại, chứ có đâu người ta nói xong hết rồi mày mới nhắc rồi làm sao? Không, hồi nãy em nhắc trước chị. Mày nhắc sao? Không, em mày nhắc sao? Nói ràng nó nhắc sao đúng không? Chúng ta đồng thề thốt. Trời ơi, sao má chúc anh đại đây, tự nhiên có là sư mẫu đây nữa. Con sợ quá, bây giờ con muốn quỳ con lại luôn á, nói thiệt luôn. Trời ơi, mệt mày ghê vậy. Mày lên mày đóng vai tao luôn đi. Thôi tiếp tục em đi. Em cũng muốn lắm chị, không sao. Để vô đùn, Chị đi. Về. Tới. Hả? Đang tập tuồng về. Cậu, con kêu mọi người là ăn cơm xong rồi tập tiếp. Tự nhiên mấy anh mấy chị này rồi ăn cơm xong rồi đi về. Mày lẻo mép vừa nha. Xin lỗi mày nha. Tao mặc dù là tuổi già, năm nay cũng là năm mươi mấy gần 60 rồi, nhưng mà tao nghe cái ế là nguyên một ề này hát mà còn chữ đi về là mày. Mày đâu qua mặt được bóng già này con. Chết mày chưa? Tại bà không đó. Đáng chưa? Xin lỗi. Làm ơn tập tuồng giùm tôi cái đi. Tập cho nó đàng hoàng giùm tôi cái đi. Trời ơi khán giả đông quá. Trời đông rồi con. Hả? Ủa, có gì con? Khán giả đông rồi hả? Đông lắm chờ. Mấy em thấy không? Khán giả đến cái gánh hát này là vì tên tuổi của anh đó. Trời ơi trời. Ghê vậy ta. Anh Bãi đến vì anh có hai vé thôi. Cậu con hỏi thiệt nha, có phải có Thi Hường Thi Liễu mua vé không cậu? Chính xác. Tôi nói cho mấy anh mấy chị biết nha, suất nào cũng có Thi Hường Thi Liễu tới đây mua vé nha. Đúng rồi. Mà tới đây là hỏi có Kép Minh Sang không? Mà không bao giờ thấy Thi Hường Thi Liễu đi coi. Ủa sao kỳ vậy? Đưa vé cho ai coi không biết, giống như là có ăn chia gì ở đây. Đây. Gà nhà gì ở đây. Đây. Đúng không? Có biết cũng không cần nói vậy. Mà phải vậy không cậu? Đúng vậy á. Đó. Thấy chưa? Hàng xóm, chung ở xóm. Vậy hả? Ủa giờ sao mua vé hoài vậy? Thiếu nợ. Ai? Cha tao. Trời. Ông là cha tao đó. Mà mày thấy ông trẻ hơn tao không? Đó là nguyên nhân của cái vụ thiếu nợ đó. Ông mượn tiền hàng xóm ông đi căng da mạc đó. Trời ơi. Ông căng giết mà tao mạc luôn đó. Ghê quá. Đó, giờ bây giờ họ phải mua lại họ trừ. Trời ơi, trừ gì? Tụi bay đừng có nghe lời của con trai tao nói. Cái vấn đề á, tụi em thấy không? Anh là một cái chánh, một cái hình tượng mà nó sang trọng vậy. Nghĩ sao mà anh đi mượn nợ, đúng không? Nói câu này làm sao mà tin được, em tin không? Tin không? Tin. Thấy không? Chết mẹ mày dập áo cho người xem lưng rồi con. Ba tự làm chứ không ai làm ba hết trơn trời. Thôi ơi. Ê. Bây giờ á con nói cho cậu nghe nè, anh Bảy ở đây á con thấy ảnh tối ngày ảnh. Cái gì mày kêu gì? Anh Bảy. Mày kêu tao bằng gì? Cậu. Tao giả mày vớt văn cha tao mày kêu bằng anh tao mày kêu bằng cậu á mày. Trời con khổ lắm luôn á, cậu con có muốn đâu. Nè cậu coi nè. Ông Bảy. Chú Bảy. Anh Bảy. Kêu gì anh vậy? Trời ơi. Cái đó là tao khổ tâm hơn nữa. Không hiểu ông bầu mà ông bầu. Khổ quá đi. Bây giờ cha đó. Tao nói thiệt mày, ông hát cũng đâu còn hơi hám gì đâu. Mà tại vì cha tao, mà tao làm bầu thì cha tao ông muốn hát chính. Đó, ông hát giết. Mà bây giờ tao còn cái quần xà lỏng không đó mày coi. Cậu, con nói cậu nghe nè.
Tối nay khán giả đông quá, ông thôi qua khuyên ông Châu nghỉ một chút đi. Đúng rồi, mộng. Cái gì? Ai nói gì đến tôi? Giọng của tôi tuy là gần 70 mà còn sang sảng. Chim rừng liễu lo chọc dây hò mộng quá. Chọc dây rồi. Tôi lời âm hối. Xuống tao. Lên được nữa, con làm con chó. Đôi lời thăm hối, đường tới nơi môi trường. Trời hèn. Lên nữa cái đồng cơ hèn. Nè con kia. Đây. Cái vụ gì nữa vậy? Chị bình tĩnh chị, bình tĩnh. Cái gì vậy? Bình tĩnh đi, chị cứ bình tĩnh. Nghe câu hỏi. Sao tao thấy mặt mày thất thần vậy? Mày tập tuồng mày không lo tập trung vô con. Thôi cậu, nói chung là cái đời tư của con á thì cậu đừng có quan tâm tới. Bình tĩnh đi, trời ơi cái gì? Phải quan tâm, trong đoàn không quan tâm sao được, con là đào chính ở trong đoàn. Cậu là bầu số, cậu phải quan tâm con chứ. Cuộc đời cũng nhiều áp lực không cậu ơi? Mày áp lực chuyện gì mày nói tao nghe coi. Khổ lắm. Ai làm gì mày khổ? Con nói không có được nhưng mà cậu có giúp được cho con không mà con hỏi. Cậu nói thiệt với con, con là đào đẹp nhất của đàn. Con biết mà. Con cần cái gì cậu sẽ giúp hết. Cậu hứa cho cậu. Chắc chắn cậu hứa, cậu thề là cậu sẽ giúp con. Thì gì? Cho mượn trăm chai đi. Nghĩ vẻ đi nha, nghĩ vẻ. Tôi nói rồi, bà nghĩ sao bà mượn tiền cái ông bầu đó vậy? Ổng keo dữ lắm, hiểu không? Ai mà mượn đâu, tự nhiên không đi ra cái hỏi có chuyện gì khó khăn nói cậu giúp cho. Mở lời mà. Ổng keo lắm, ông không bao giờ giúp đỡ ai đâu. Trời keo đỡ má mày không? Ủa cậu chưa đi hả cậu? Dễ gì, mày đâu qua mắt được tao. 3D mà con. Nó quỷ ma lắm con biết không? Nhưng mà làm sao mày qua mặt được tao được? Hay tao quay mặt cái là mày nói xấu tao. Sống khổ vậy. Bây giờ tóm lại là sao? Có cho mượn tiền không? Bây giờ con hỏi thiệt cậu nha. Cô đào này cô hát không có hay. Mà tại sao bây giờ cậu cứ kêu cậu về làm đào chánh đòn mình chi vậy? Cũng có tội Facebook đó. Sao? Hồi đó tao đâu có Facebook thì tao nếu mà tao không chơi Facebook tao đâu có dước nó về làm gì. Tao lên Facebook tao thấy nó chụp hình quá trời. Chân nó dài sòng sọc. Mà mỗi lần nó đưa hình lên là tao bao nhiêu người đưa cái ngón tay vậy quá trời. Cái gì đó gọi là cái gì? Like đó. Like. Tao thấy người ta like quá tao mới hốt nó về. Tao đâu biết đưa nó về đây. Nó cũng nửa nạt nửa mỡ, nó cũng like vậy đó. Tôi nói cho cậu nghe, tôi ở trong cái đoàn này tôi khổ lắm. Trời đất ơi, tôi đẹp quá mà, lồng lộn quá mà, ba dòng chủng quá mà nghĩ sao cho diễn với cha già này. Trời đất ơi, đào chính á mà đi diễn với kép chánh vậy nè, chịu nổi không? Đó lúc nào đó, lúc nào cũng chụp. Mày biết cái thằng cha già này là ai của tao không? Là ba của cậu. Con biết. Mắng chó kiên chủ nhà. Đây nè, những cái tao nói vậy là tao nói cha tao là chó. Ờ đúng rồi đó. Con biết nha. Trời ơi, vẫn không trời biết kìa. Anh ấy tự sướng, anh ấy vẫn không biết. Hên quá, ông thôi ông giữ tao chết. Đây nè, suốt ngày Facebook ha. Mà chụp toàn là 360 độ căng da mặt rồi mà rốt cuộc biết hình ảnh thực nó là gì không? Coi đây. Bảy chục tuổi đầu lần đầu tiên tao bị nhục. Ta không hát với con này nữa đâu, tôi tự giận, ta chết. Dạ, đem vô. Cha, cha, cha ơi cha. Cô, Facebook nó là ảo mà sao mọi lại, người... Ê, sai rồi đó chị. Trời mất dạy vậy. Hả? Mày biết, tao nói thiệt mày, từ xưa tới giờ, ngay cả tao đây, ngay cả tao mà tao còn chưa dám chơi trên đầu cha tao. Mà mày dám chơi trên đầu cha tao vậy. Ủa vậy chứ giờ sao, mượn tiền không cho là phải vậy thôi chứ. Trời đất ơi. Ê, mày đừng có chảnh với tao nha. Cuộc đời tao làm bầu á gần mấy chục năm rồi. Bây giờ mày mất dạy tao đuổi mày luôn á. Đuổi hả? Đuổi ai? Tao đuổi mày đó. Đi, ông đuổi mày kìa. Đi đi. Ô, con nhắc tuồng không có con à. Kép Minh Sang không có hát được đâu nha cậu. Sao đuổi con à? Sao kỳ vậy? Đuổi mày. Cái gì? Đuổi tôi hả? Tao đuổi mày luôn. Xin đó. Xin lỗi nha, không cần đuổi ha. Mượn tiền không cho là muốn đi rồi. Ha. Hai đứa. Dạ. Đi theo chị. Đi đâu chị? Qua đoàn khác. Đoàn nào chị? Lô Tô.
Trời ơi. Thôi đi dạy đi kiếm cơm, kiếm tiền. Bây giờ phải đi, phải đi thay quả thôi chứ sao. Cậu ơi, bây giờ sao cậu? Giờ đầu tránh đi rồi, giờ tối nay ai hát cậu? Tao tức quá mà. Tao hỏi mày, hát đã không hay rồi đó. Chỉ có câu được cái mấy cái vụ mà gì dài dài nè. Lai lai nhiêu đó thôi. Mà mấy người mà họ ăn, mà ăn rồi họ cứ ở nhà mà họ cứ lai lai vậy hoài. Họ đâu có thèm đi coi. Đúng rồi. Đâu có thời gian người ta đi coi. Dạ. Mà tao lúc đầu tao có suy nghĩ là người ta lai là người ta đi coi. Cuối cùng người ta lai là người ta ở nhà, người ta rảnh người ta mới lai. Ồ, ồ, chân lý là đây. Nhưng mà bây giờ quan trọng là tao đuổi nó đi rồi, tao mới hối hận. Vé tao bán hết rồi, tao bán vàng cho người ta rồi. Giờ không có đào, ai hát đây. Thôi được rồi, để nó đi, để tao đi kiếm người. Chứ bây giờ không biết làm sao bây giờ. Khổ quá đi con ơi. Cậu mới hát đó hả? Mày mới hát đó hả? Trời ơi Trang ơi, mày hát hay như vậy mà sao hồi giờ cậu không biết, cậu không phát hiện ra? Hay quá con ơi, là con ơi, bây giờ con đã có giọng hát hay như vậy rồi. Mày đi chạy mày kiếm con nào đẹp đẹp về đó đứng diễn con này ở trong nhém miệng coi. Gì vậy? Đứng lại đây, đứng lại đây. Gì vậy cậu? Cậu nghĩ sao cậu kêu con đứng con hát chép miệng cho con quỷ nào nó lên đây nó diễn vậy? Con chờ bao nhiêu năm nay rồi con mới được bước lên sân khấu mà cậu. Nhưng mà cậu lại mày, nhan sắc của mày nó có hạn Trang ơi. Bây giờ là phải có người đứng diễn rồi mày ở trong mày hát nhép. Con nào không cần biết hát miệng đẹp lòng lộng lên là được. Giả đòn đi. Con không hát giả đòn đi. Giả trong mặt mày chứ giả đòn. Mày biết tao cực khổ, tao tâm huyết với cái đoàn này bao nhiêu lâu không mày? Vậy con nói cho cậu nghe nha, con chưa maquillé. Con mà maquillé luôn đẹp hú hồn. Được không? Được. Chờ con đi con lấy cái hình con maquillé rồi cho cậu coi. Được không con? Đi ngồi đây bàn chứ. Tao thấy con này nó hát được. Nhưng mà nhan sắc nó, nếu đấm con chút anh đài, tao không biết nó thành con chút gì đây nè. Cậu khổ quá đi. Tấm hình con maquillé nè. Đâu được coi. Đừng nếu mà không nghe. Không chừng con, nhiều người nói vậy đó. Bình thường nó không có đẹp, nhưng mà nó maquillé lên nó lại đẹp. Bây giờ cứ coi hình trước mới chắc ăn. Bà nội mày cho mày hả? Con này con tú xương. Tào lao. Con gì ta? Con mỗi lần mà con make up lên, con maquillé lên ai cũng nói con giống tú xương á ta. À. Bà nội mày nhìn mày xương không thôi đó. Chỉ thêm chữ Tú vô là đúng đó. Không, vậy vì con quyết định từ nay con sẽ đổi tên. Mày đổi tên gì? Tú Lan. Tú Lan tao tán mày vô lưu á. Tào lao xịt bóp không à. Không, cho con hát đi cậu. Thiệt á, con mê làm đào chánh lắm cậu. Cho con hát đi cậu. Bây giờ tao lỡ tao bán vé hết rồi. Tao lỡ tao bán vàng hết rồi. Dạ. Bây giờ mày không hát thì cũng không ai hát. Dạ. Bây giờ cậu sẽ kiếm người vẽ mặt cho con thiệt đẹp. Mặt của cậu cũng như Hà Bá ăn xôi vị. Mà mỗi lần cậu giả gái lên nó cũng đâu đến nỗi nào. Đúng rồi. Trong khi đó mày là bánh bèo thứ thiệt. Dù gì mày cũng có đồi có núi hơn cậu. Tao nghĩ nếu qua cái tài phù thủy của một đứa làm mặt giỏi, nhan sắc con cũng không đến nỗi tệ. Được. Mày sẽ làm Chúc Anh Đài. Yeah! Con được làm Chúc Anh Đài. Trời ơi, bao được, năm nay. Không được con ơi. Dạ, cho sao con? Bình thường á là cái con đào kia. Dạ. Nó đi là nó còn có hai đứa kia đi. Còn đóng được tứ cửu ngân tâm. Giờ nó đi nó lôi hết mẹ đi rồi, ai đóng đây? Cái con kia nó bất tài vô dụng, nó còn có hai đứa. Không lẽ con tài sắc vẹn toàn vậy, con không có hai đứa phe năm mộ sao cậu? Thôi mẹ ơi, mệt đi quá. Mày làm gì mấy ăn nhắc tuồng mà có phải năm mộ. Chờ con. Hai em.
Dạ dạ. Ra đây. Rồi. Dạ. Có thiệt luôn hả? Mày có thiệt luôn hả? Dạ em chào. Dạ có chuyện gì không? Ủa kia đâu? Ê. Dạ lẽ... dạ còn em nữa. Dạ. Dạ. Dạ kiểu gì? Kiểu gì? Nãy giờ hai bay. Cho tao hỏi thăm. Dạ. Tại hai đứa này làm cái gì ở trong đoàn? Dạ con làm make up ở trong đoàn. Còn đấy? Dạ con làm hậu đài. Hả? Dạ sao? Sao ai phân bổ công việc mà nó trái ngược nhau vậy? Trái ngược là sao cậu? À, một bà lô thiệt lô dày thì đi làm hậu đài, còn một ông men thì đi làm make up. Này cậu quản lý đoàn kiểu gì mướn người ta vô mà không biết phân công công việc gì hết trơn. Quỷ nó đi tập tạ không mà cho nó quýnh mặt người ta. Mỗi lần nó giọng nền cho mặt người ta canh canh dạ, canh dạ. Vậy này. Trời ơi. Trời ơi. Đau mày. Người ta liễu yếu đào tơ bắt đi khiên bụt. Trời đất ơi. Bây giờ hai đứa kia nó đi rồi. Trời bây ơi. Giờ tụi bay đóng tứ cửu ngân tâm rồi, được tứ không? Tứ cửu ngân tâm rồi con với nó đứa tứ cửu đứa ngân tâm phải không? Rồi tao làm tứ cửu mày làm ngân tâm nha. Hai đứa ngân mày. Tâm, hả? Con trời. Vô con làm mặt nha. Mày vô làm mặt đi nhanh đi nhanh đi. Vô làm mặt gần nha. Tới giờ hết là tụi con được đóng luôn hả? Cậu cái dây đó làm sao cậu tứ cửu làm sao cậu? Tứ cửu người ta là con trai, ngân tâm là con gái. Bây giờ vô chờ bà làm mặt ra đó thì chừng nào bà mới lòi ra cái con ngân tâm. Sẵn vậy á, chờ cái thằng kia làm mặt là không bao giờ mà ra con ngân tâm á. Sẵn mày có cái mặt như vậy. Dạ. Mày quất lên cái là thành con ngân tâm rồi. Trời ơi, được làm ngân tâm. Hai đứa vô chuẩn bị đi. Đi vô chuẩn bị đi. Rồi con chuẩn bị. Đi vô chuẩn bị đi. Vô chuẩn bị hả? Vô lấy miệng rồi vô ra đây. Tao chuẩn bị là ra liền á. Xin alo kính chào quý vị khán giả ơn nhân kính mến. Xin cảm ơn sự có mặt đông đảo của quý vị đã đến với đoàn cải lương. Lâu lắm rồi không được làm MC. Bữa nay làm MC cho nên là hơi hồi hộp. Và đến với đoàn chúng tôi với vở cải lương Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Kính thưa quý vị, vở cải lương Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài là một vở cải lương kinh điển. Nơi ấy chúng ta sẽ thấy trong một ngày đẹp trời, trên đường đi lên kinh ứng thí, Lương Sơn Bá đã gặp Trúc Anh Đài. Lúc ấy Trúc Anh Đài còn giả trai. Hai người bước vào trường học như hai người bạn trai thân thiết với nhau. Họ vẫn không nhận ra nhau là một nam và một nữ. Trời ơi, trời đất ơi, mày nghĩ sao mày kể hết nguyên tuồng con mẹ gì tao diễn. Dạ em lộn. Dạ em cũng đã lỡ kể rồi. Nếu diễn lại chắc không còn phần hấp dẫn nữa. Xin quý vị coi đoạn sau. Còn đoạn đầu muốn coi xin mời mua đĩa. Làm cha là muốn làm gì làm à. Ôi vui sướng thay, rốt cuộc em cũng được là chính mình. Cái gì vậy ba? Gì? Vô đoạn này chưa tới mày. Quỷ nó xô tụi ra. Bà nội cha bực ghê, nghĩ sao nó bận bộ đồ kim tiếng nhiều hơn tôi thì tôi ghét rồi đó. Thiệt tình tới cái đoạn tao lau nhà mày mới ra nha. Ôi nhà dơ quá em lau đây. Cái gì vậy trời ơi, lau nhà gì đâu mà sao mà cái đít ủa vậy? Nãy giờ mày đứng sau lưng tao hả? Đứng sau lưng mày đó. Hên tao lui tao biết né đó. Chứ mày không né thì sao? Dính lại.
quỷ gì đâu. À, quên quên. Ờ vô tù. Ai nhắc tuồng giùm nè. Thế mà thế. Đây có phải là gì 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 đó trời ơi. Là ơi phụ tù giùm tôi cái đi. Nó nhắc tuồng giống như nó bà nội người ta vậy đó. Vô tao biết đi. Rồi mày. Vô đi. Ai nói trước? Tao hay mày? Mày á, tao á theo nữa hả? Tôi đi tìm một người bạn đã lâu không gặp. Chẳng hay cho tôi hỏi. Có thể cho tôi biết là Ngân Quỳnh ở đâu không? Trời ơi, mày nhắc tuồng giùm tao cái đi, nó đụng tới cái con ca sĩ luôn rồi kìa. Ngân Quỳnh ta nghệ sĩ, ta mới thi gương mặt thân quen má ơi. Chứ Ngân gì? Ngân Tâm. Ngân Tâm. Chẳng hay cho tôi hỏi, biết Ngân Tâm ở đâu không vậy? Chàng không nhận ra sao? Nói vậy đây là... Hãy xem nha. Khúc này là con trai má ơi, má làm thành BD rồi bà nội. Lại. Chẳng hay là đây là... Xem lại nha. Con quỷ này nó bóng bẩm sinh rồi, sửa nhiều cũng không được hết trơn. Lướt qua đi, thấy không. Chưa? Thấy rồi. Đó. Vậy đây là Ngân Tâm Hiền Muội. Cái gì? Hiền Đệ. Đây là Ngân Tâm Hiền Đệ. Đúng rồi. Xưa ta là Hiền Đệ, còn nay là Hiền Muội. Xưa và nay đều giống Hiền Muội. Hai đứa bay à. Vô tuần, vô tuần. Hai đứa bay hát nhanh nhanh đi cho đào chánh kép chánh ta ra. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cây cầu vừa. Con BD kia, mày đi thăm bà nội mày hả? Mày rút nhanh vô đi cho đào chánh kép chánh ta ra. Cái tuồng cây cầu dừa của mày hát lộn tuồng của Trấn Thành rồi má ơi. Không cửa kìa. Lộn xin lỗi. Xin lỗi ông bầu, tụi con làm lẹ. Cho tôi hỏi biết chút anh Đài ở đâu không? Chú anh Đài hả? Đúng rồi. Đang chậm ngủ á. Ok, vô chậm kiếm bà đi. Vô đi. Trời má ơi mệt muốn chết. Nhanh luôn. Hồi hộp. Làm như vậy là quá nhanh luôn rồi đó. Kính chào tiểu thơ. Kính chào tiểu thơ. Già quá, Lương Xuân Bá trẻ lắm. Kính chào tiểu thơ. Này BD rồi. Kệ tao mày. Kính chào tiểu thơ. Tôi muốn gặp một người bạn học tên là Trúc Anh Đài. Lương Quân. Lương Huynh không nhìn ra muội sao? Thế không có quen. Muội nè. Muội nào? Xí muội nè. Không. Muội nè. Muội nào? Xem đây nha. Dạ con chào má Trúc Anh Đài. Con này bà nội. Chúc Hiền Đệ. Xưa là Hiền Đệ, còn nay là Hiền Muội. Hiền Muội. Muội. Hiền Muội. Lương Huynh hôm nay đến đây có điều chi? Trước là xăm muội, sau đó Huynh tính đến cái chuyện cầu 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 hôn, cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn,
cầu hôn má ơi. Kiếm lộn cầu hôn. À, như trời rơi. Ba trời rơi. Trời rơi. Duyên thiên lý chúng ta không hội ngộ. Duyên thiên lý. Chúng ta không hội ngộ. Chúng ta không hội ngộ. Cha mẹ em ép buộc. Cha mẹ em ép buộc Lương Duyên. Đưa họ chúc. Đưa họ chúc vào dòng họ mà. Anh đây. Ba xin đã nói với câu thề về lứa đôi trách qua không sao đành đã chia đôi đàn. Chuyện tình ta trước kia như là khôi bài bạc. Anh đại ơi, mấy câu nhạc lòng anh vẫn luôn nhớ hoài. Quỳ xuống. Lương anh hát sắc khi chuyện tình tình chúng ta sẽ ghi ta duyên tình. Nghe chúng ta đừng tính buộc ràng. Tình ta thế thôi à từ đây. Phụ anh sao? Tưởng đến đây gặp mộ cho thỏa lòng nhung nhớ. Nhưng mà Quynh ở đây làm chi nữa? Quynh đi về đây. Lương Quynh, Lương Quynh hãy ở lại đây nể tình muội. Trước lúc chia tay chờ xíu. Trước lúc chia tay chờ xíu. Chờ cái gì nữa mà chờ? Lương Quynh, đây chén rượu đầy mời Quynh nhấp cạn. Này bia mà. Ai biết đâu bên trong ông bầu cũng đang nhậu kìa. Tưởng tượng là chén rượu đi. Đành nhấp cạn. Phần số. Phần số ơi, phần số. Cái này của anh kia. Tương lai ơi, tương lai. Đó là của chú Trương Vinh Lương Sơn Bá. Cái gì? Anh học máu chứ phải là em hả? Không, cái này Lương Sơn Bá học. Trời trời. Trời ơi, rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Kêu nó dậy đi cha. Nó đang diễn, nó đang, nó chết rồi. Tớ cũng đơn tâm nhau. Chị nó. Mày dậy giúp tao đi con mày. Trả tiền lương 3 tháng đây rồi tôi dậy tôi diễn tiếp. Trời ơi là trời ơi, mày ép tao đến đường cùng. Dậy đi rồi con trả tiền lương cho má ơi. Thôi hứa nhiều quá rồi, giờ trả lương đi diễn thôi, nằm chết luôn. Anh đại tiểu thơ. Anh đại tiểu thơ. Thôi chết rồi. Thì mũi còn sống làm gì nữa à. Cái gì vậy? Ha! Nhân tâm hiền mũi. Mũi đã chết rồi thì ta còn sống làm gì nữa? À! Chết. Sao nó chết cả nùi vậy? Ai biết là hỏi nó coi. Tao lại ba đứa bay. Dậy giùm tao cái đi.
Nhưng mà con nhỏ kia là chết hợp lý, hai đứa này sao chết được? Con quỷ tứ cụ ngân tâm này, tụi bay đâu có chết đâu. Được. Hả? Mắc cái chứng gì chết? Họ không tin mình chết. Đừng có lý do để chết. Chúng ta chết cho hợp lý đi. Được. Trời ơi. Chết có đầu tư rồi đó. Trả tiền hai hộp phấn đi, tụi tôi sẽ tin. Rồi được rồi, tụi bay làm ơn đi, tụi bay dạy giùm tao cái đi. Một lát nữa tao trả lương đầy đủ, tao trả tiền phắng hết cho tụi bay. Trả tiền mà tám đầu ngõ thiếu tiền ba. Biết rồi, dậy đi. Trời ơi. Trời cáo chứng cho. Vụ gì nữa? Tụi nó chết hết rồi, tôi còn sống làm chi? Ôi! À! Anh Bảy! Trời ơi! Mày chết vậy rồi chừng nào mới hết tuồng? Hết nửa chừng về tao lấy cái gì tao đổi? Con ơi! Cha ơi! Cha làm ơn cha dạy đi, cho mấy đứa nó dạy đi, con trả lương đầy đủ. Con cho tiền cha làm càm chữ V đi cha về. Chứ cha không phải là thánh mà tụi nó chết hết một mình cha hát nguyên tuồng. Ba muốn làm càm chữ U con cũng cho cha nữa. Cha làm ơn cha dạy giùm con đi nha. Chịu dạy không? Chịu dạy không? Được rồi tao trả trả mà. Bây giờ lỡ chết rồi giờ biết sao? Yên tâm đi. Mình hát thương được mà. Yên tâm đi. Này các con, ta là ông Bụt. Ta đã xem trong tờ sổ Nam Tào, tên các con đã gạch không còn một đứa. Nhưng vì tương lai của cả gia đình này, ta quyết định cho các con sống lại. Hãy sống lại nhé các con. Sống lại rồi nhớ giùm ta, chưa ăn cháo lu thì phải nhớ rõ ràng rằng Lương Sơn Bá chết trước, Trúc Anh Đài chết sau, Tư Cửu Ngân Tâm vô trong tao mới giết. Hồ Biên dậy! Cửa đi mấy cha ơi! Khổ quá nè, khổ rồi. Tao chết gì? Mà tao nghe ổng nói cái gì vô trong ổng mới giết. Chuyện gì đang xảy ra vậy Tư Cụ? Chúng ta đã tỉnh rồi. Chúng ta sống lại rồi. Bây giờ sao? Trốn đi cho nó quánh chết. Lương Quân, anh Đài, anh như là trong một giấc mộng. Giờ đây đến lúc anh ói anh chết đây. Mới tỉnh dậy chết nữa hả? Thằng bầu gánh nó kêu cho Lương Sơn Bá chết trước. À vậy thôi tôi chết sao? Cái gì vậy? Mày chạy đi. Dạ. Sao mày chết liền vậy? Ai biết đâu. Dạ về đi. Ép mình sang kìa. Mày chết trời sao? Ơi. Mà từ từ mình mới chết chứ. Bây giờ khán giả là người ta bao vây không cho con trốn luôn rồi. Khán giả bao vây con vừa chui lỗ chó ra một cái bóc vô con mắt rồi cho ông bầu ơi. Mày tránh cũng không khỏi đâu, mày ở trong này tao cũng quánh cái bóc mày à. Cậu ơi cậu giờ sao cậu? Bây giờ hát cái kiểu này làm sao được con ơi. Bây giờ chắc là sao con? Mình phải xin lỗi khán giả trả vé mời mốt mình làm lợi chứ bây giờ làm kiểu này, đoàn mà hát kiểu này á làm sao giữ được cải lương con. Vậy là cuối cùng bây giờ mày vẫn trở về kiếp nhắc tuồng.